Ê mày, nay tao có động lực tao đi học rồi. Nay có trai đẹp là ông này à. Dạ đúng rồi, chính ông này. Tự nhiên mấy bữa sau là ông nghỉ luôn, tù 14 ngày luôn. Đó là con cảm thấy là con thất vọng, là không có còn gì vui nữa. Chồng con rất là đẹp trai, quần sáng lai, xong rồi đeo len, chải tóc rồi bắt đầu đi học, xách ba lô đi vô. Nên như là khoái rồi đó. Đúng rồi, chú hài lòng. Nhưng mà chồng con ngồi lạnh lùng lắm. Em có bầu sao được bác, tại em nghĩ là em cho con bú thì em bị rối loạn này nọ thôi. Trời ơi, bác là bác sĩ sao cãi bác vậy? Sao cãi bác được đó. Bây giờ đi qua đi cho giấy này, đi siêu âm đầu dò coi thử làm sao. Vừa vô siêu âm thì người ta để tới đó, trời ơi bự quá rồi, siêu âm đầu dò cái gì nó mà đầu dò siêu âm bụng. Anh đang ở đâu vậy anh? Anh đang tới đầu đại lộ 3 rồi, đang quẹo vô nè em. Là đúng tiếng sau anh có mặt ở nhà đó. Một tiếng sau anh có mặt ở nhà. Cái đại lộ 3 nó ở đâu vậy? Tôi đi bộ nãy giờ chục vòng đại lộ 3 tôi chưa thấy anh đâu luôn. Anh lội bộ hay anh đi cái gì mà nãy giờ chưa thấy mặt anh? Rồi bắt đầu cũng gây lộn đó cô. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào. Chào, trời ơi xinh xắn quá à, thiệt á. Ôi, hai vợ chồng giống như là diễn viên hay là ca sĩ gì đó. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân. Con tên là Kim Khánh, con tới từ quận 9 và công việc của con hiện tại là kinh doanh phụ ông xã và ở nhà nội trợ. À, nội trợ. Chứ không có là diễn viên, cũng không có làm gì trong showbiz luôn. Dạ không, con không làm gì hết. Vậy đó hả? Ủa năm nay Kim Khánh bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay con vừa tròn 27. 27 tuổi. Rồi mời con. Chào chú Quận, chào con Hồng Vân. Con tên là Triều Sơn. Năm nay con 30 tuổi. Hiện tại con đang làm kinh doanh. Kinh doanh về mảng nào Sơn? Con làm về bất động sản. Hai đứa là đã có baby chưa? Dạ rồi. Con dạ. Được hai bé, một bé 4 tuổi, một bé 3 tuổi. Wow. Tuổi trẻ tài cao dữ ạ. À. Ê, cưới nhau bao lâu rồi? Dạ con cưới được 5 năm cô. 5 năm rồi hả? Quen nhau từ trong lúc đi học hay gì? Cái quen nhau là cũng là một cái tình cờ. Con với chồng con là cùng học đại học Hoa Sen. Trường bên con thì bắt buộc là khi mà muốn ra trường thì phải tốt nghiệp xong 4 cái lớp mà chuyên ngành anh văn của trường á thì mới ra trường. Cái lớp đó là cái lớp cuối cùng. Chồng con thì học mấy môn khác xong rồi nọ môn đó lại. Còn con thì con theo đúng tiến trình thì bắt đầu gặp nhau. Cái ấn tượng nhất đầu tiên của con bước vô ngày xưa là chồng con rất là đẹp trai, quần sáng lai, xong rồi đeo len, chải tóc rồi bắt đầu đi học, xách ba lô đi vô. Nên như là khoái rồi đó. Đúng rồi chú hài lòng. Nhưng mà chồng con ngồi lạnh lùng lắm. Chồng con ngồi sao? Chồng con ngồi nghiêm túc lắm. Thôi bây giờ mình hỏi đi Sơn, cái lần đầu tiên con gặp vợ con thì con thấy sao nè? Đầu tiên gặp vợ con nói chung là nhìn hiền á, hiền thơ. Kiểu là dưới quê. Ý là hồi đó quê 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 quê. Đó là dưới quê thiệt đúng không? Dạ đồng nai. Lúc đầu con đi học á là con học đúng một buổi thôi. Sao con nghỉ hết? Ủa sao vậy? Tại không vẫn đi làm. Làm gì? Con làm kinh doanh về iPhone. Nhập điện thoại về bán hay là làm dạ gì? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Con đi học đúng buổi thôi, trường cho nghỉ được 14 ngày là nghỉ hết 14 ngày luôn. À, để lo khởi nghiệp, lo làm ăn đó phải không? Dạ, tới khi trường mà không cho nghỉ nữa mới đi học lại. À vậy đó hả? Mà cái lúc đó cô có nghĩa là con bị hụt hẫng đó cô. Cái ngày đầu tiên đi học thì cảm giác là cô khi mà cô vô được cái lớp mà lúc đó con còn chưa có quen ai, con còn đang ế, cũng như là cô bắt được cái mối rồi đó là con vui trong lòng rồi. Cái con về lúc đó thì con ở thuê nhà, con ở chung với bạn ở cùng quê con luôn. Thì con vợ nó, ê mày nay tao có động lực tao đi học rồi, nay có trai đẹp lắm. Ông này. Dạ đúng rồi chính ông này. Tự nhiên mấy bữa sau là ông nghỉ luôn tù 14 ngày luôn. Đó là con cảm thấy là con thất vọng, là không có còn gì vui nữa. Aquaseline, lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Vậy thì sao các bạn lại gặp nhau? Sau 14 ngày đi học lại trong cái lớp mà con học chung á thì mấy cái người đó nói là tại em không biết á, cùng khóa với anh thì anh biết cái thằng đó nó là BD. Cái thằng đó nó là BD. Trời ơi nó cặp mà nó cặp thứ dữ không à. Nhưng mà trong cái cánh mắt của con mà khi mà con dò xét Facebook của bạn này rồi xong rồi kiểu như con nhìn thì con nói theo con nghĩ nha, bạn không có BD. Cảm nhận đó, cảm nhận của con không có BD. Nhưng mà khi mà con đưa hình bạn này cho bất kỳ ai thì người ta cũng nói là bạn này BD. Kế bên con ngồi lúc đó thì cũng có một bạn là như vậy. Thì ngồi chơi thân với con lắm. Anh này ảnh hay lên chọc cái bạn đó. Thì con cũng nghĩ thôi chết bà rồi, thiệt rồi. Vậy cái lớp học đó nó kéo dài gần 3 tháng là kết thúc khóa. Thì khi mà gần kết thúc á thì cái bạn kế bên con bạn nghỉ. Thì chồng con lúc đó là mới lên phía con ngồi nói chuyện với con. Cái con mới nói chứ ủa sao nay lên đây vậy? Nó đâu đi học đâu mà lên đây kiếm nó. Cái chồng anh nói không, thích lên đây ngồi chơi vậy á. Cũng chính vì cái điện thoại của cô là con bị hố một cú quá mạng luôn. Sao? Lừa con bán điện thoại không hay sao? Dạ không phải, có nghĩa là nghĩ anh này trời ơi xoái ca mà. Vì lần đầu tiên nó nói chuyện với con thôi mà thấy cái điện thoại con nó bị nứt cái màn hình cường lực. Ảnh mới rút trong cặp ảnh ra một sấp mà cường lực vậy nè cô. Ảnh lấy ra một cái anh dán cho con. Rồi anh nói con vậy nè. Cái này á là 400.000 một miếng á, cái này là loại cao cấp nhất á, anh tặng em. Trời ơi trong mắt con nhìn lúc đó trời khoái nữa, khoái con trời lên điểm trai con nhà giàu học giỏi mà ga lăng
xuống thấy đi SH đi học nữa cô. Trời ơi. Lúc đó đối với con là như nam thần luôn cô. Rồi sau này quen nhau thì đi lấy hàng. Rồi lúc đó con mới biết là giá trị của nó chỉ có 10.000 miếng thôi. Giá trị của nó chỉ có 10.000 miếng thôi. Trời đất ơi, có 10.000 miếng mà anh dám nói tôi 400.000. Đúng rồi. Trước khi á, quen á, phải nổ dằn mặt trước để cho sợ. Con với anh này quen nhau nè, ảnh có mẹ, ảnh dắt con về chơi. Lúc đó còn kêu là cô. Cô cứ kiểu là rủ con nó lại nhà chơi, kêu là ngủ lại rồi sáng rồi đi về. Tại vì là lúc đó mẹ chồng con chỉ rảnh ban đêm thôi, chứ không ban ngày không có rảnh. Đêm thì dắt tụi con đi chơi. Nhưng mà ba ruột con thì không có cho. Ba ruột con nói là con gái chưa có lấy chồng, không có được như vậy. Có một lần là mẹ chồng con thử làm kịch liệt luôn. Mày đây không có về, cô Thi gọi điện cô Thi xin cho. Nhưng mà ba con vẫn là lấy xe đón con về. Lúc đó là ngay dịp Tết, hai bên gia đình chính thức gặp nhau á. Mẹ chồng con cũng đề nghị cho lên. Rồi ba con cũng kiểu là thôi nó chưa lấy chồng, không có lên vậy được. Mẹ chồng con phán câu bây giờ anh muốn cưới ngày nào em cưới ngày đó cho anh. Nhưng mà lúc đó là Sơn và Khánh là đã quen nhau rồi đúng không? Tính là mới quen nhau, lúc đó là chỉ được khoảng chừng 2 tháng. Chồng con dẫn con về nhà gặp mẹ chồng. Thì là con mẹ chồng có... ứng liền luôn. Đúng rồi, ứng liền luôn. Nhưng mà con có dẫn ảnh về bên nhà của con không? Dạ có luôn. Lần đầu tiên mẹ con gặp là mẹ con chấm luôn. Ưng luôn. Hai bà chấm rồi đó. Mẹ con coi tử vi, chấm tử vi á. Từ khi con còn bé, mẹ con đã nói nè, sau này á, chồng của mày á, ta nói là tuổi thân mà phải đeo mắt kính nha. Khi mà mày dắt đúng cái thằng đó về thì nói chuyện với tao. Là tuổi thân đeo mắt kính chính luôn. Chính xác luôn. Ủa nhưng mà lúc đó con nói là ổng đeo con tắc len mà. Thế đó là nhưng mà ổng vẫn cận cô, mấy ngày sau thì ổng đeo kính lại. Như vậy thì chắc có lẽ là tiến hành cái đám cưới nó nhanh lắm đúng không? Dạ nhanh, tại vì á con với anh Sơn tính đâu quen nhau có 6 tháng là tụi con đã đám hỏi rồi. Đám hỏi xong là khoảng 10 tháng sau là tụi con làm đám cưới rồi. Là vẫn còn đi học đúng không? Dạ vẫn đi học. Cưới xong thì con vẫn còn 3 môn cuối. Khi mà con đăng ký xong thì con phát hiện ra con có bầu. Con cũng vác cái bầu đó con đi học tiếp trong vòng 3 tháng đó luôn, tới khi bầu con được 3 tháng rưỡi là con học xong. Nhưng mà con còn cái thực tập tốt nghiệp là con bảo lưu đó, để con sanh bé xong á thì con quay lại trường con thực tập tiếp. Nhưng mà con lại bắt đầu con dở kế hoạch tiếp là con đẻ năm một luôn, rồi tới giờ này con vẫn chưa ra trường. Đẻ hai nhóc liền từ từ luôn. Dạ đúng rồi. Hai đứa cách nhau bao lâu? Dạ cách đúng 13 tháng chú. Năm 2018 2019. Sao mà mấy đứa lại để vỡ kế hoạch như vậy ta? Tại chồng con chứ không phải tại con. Đó là cái vấn đề mà tới giờ này con vẫn còn nghiêm luôn. Lúc đó thì con mới sanh đâu được á 3-4 tháng thôi, bác sĩ yêu cầu là con còn cho bú thì nên uống thuốc ngừa thai. Thì bác kê cho con cái loại mà cho con bú á, cơ thể con nó phản ứng. Lúc đó con cũng chưa biết trùng hết gì thì tạm thời thì con nói chồng anh xài bao cái gì đi để cho chắc cho em đi. Không, anh yên tâm đi, anh có cái kinh nghiệm của anh kinh nghiệm của anh dữ lắm. Anh có kiến thức. Anh có kiến thức, anh canh hết rồi, anh không bao giờ đâu, yên tâm. Và ngay cái đêm hôm đó con nhớ luôn là cái ngày mà ra em bé là đúng 3 giờ sáng. Con bầu 3 tháng rưỡi bé sau con mới biết. Tại vì bé sau là con không có nghén, con chỉ bị mất tháng tới tháng không có. Thì con mới đi khám. Con đi khám thì vừa vô bác sĩ khám liền nói thì cái này bác nghi em có bầu rồi. Cái em mới giận nói em có bầu sao được bác, thì em nghĩ là em cho con bú thì em bị rối loạn này nọ thôi. Trời ơi, bác là bác sĩ sao cãi bác vậy? Sao cãi bác được đó. Bây giờ đi qua đi cho giấy này, đi siêu âm đầu dò coi thử làm sao. Vừa vô siêu âm thì người ta để tới đó, trời ơi bự quá rồi, siêu âm đầu dò cái gì nó mà đầu dò, siêu âm bụng lên 3 tháng rưỡi rồi cô, hình hài rồi ra hết biết chưa. Là suy ra là cái buổi sáng 3 giờ đó phải không? Ba giờ ngay cái vậy là mấy đứa là đã cưới nhau được 5 năm. Đúng rồi, vô hôn nhân đi, vô hôn nhân con đi. Coi chương trình Vợ Chồng Son thì biết là cái phần đặc sắc nhất là phần nào đúng không? Khui tật xấu quá. Đúng không? Cho nó khui trước đi. Con đang canh dữ lắm mấy nay rồi. Lên con. Nhường con luôn. Con nhịn cả tuần lại rồi đó. Có nghĩa là được mời chương trình là chuẩn bị sẵn đó đúng không? Dạ, cứ mời á, xong cứ có hâm. Anh coi Trần Tuấn lên chương trình. Cái mình phải nhịn. Cái gì mình phải nhịn hết. Để lên đây mình nói. Có nghĩa là ghim rồi để lên đây để mà nói nhưng mà bị vợ ham hè tới thời của mà con tới đây rồi đó. Dạ, nói đi đó. Lên tới đây rồi phải nói chứ. Từ lúc mới quen á thì cứ hở chút là đòi con phải chia tay, rồi tưởng cưới về thì bình thường, ai dạ cưới về ly dị đi, hở chút ly dị. Lúc yêu là chia tay, mà lúc cưới là ly dị. Ly dị có hai tới bây giờ còn không? Ly dị đi ba má tôi đồng ý rồi, anh xuống anh ký giấy đi. Cái mình mới xuống hỏi ủa mẹ đồng ý cho ly dị hả? Làm gì có, con tao gả đi là của mày rồi, tao không có nhận lại đúng không? Không nhận lại, hàng gửi đi rồi không nhận lại. Lý do gì mà con cứ đòi ly dị nó? Tại con với chồng con bị khắc khẩu của cô, gây lộn liên tục, có khi tháng gây lộn mười mấy lần chuyện bình thường. Cái vấn đề gì tụi con cũng có thể gây lộn được hết. Nhưng mà giận lâu không? Có một lần giận gần nhất là mà lớn nhất là khoảng chừng 5 rưỡi về trước á. Là con giận xong con bỏ về dưới quê con á, là tụi con có một cái nhà riêng ở dưới.
à, con cũng có một cái shop thiết kế gì đó là con đặt tại cái nhà đó luôn, là con bỏ gì dưới 3 ngày con không có cho xuống nhà, mà con dặn nhân viên của con á là thấy anh thì đóng cái cửa lại nha, tuyệt đối không cho vô, còn đứa nào ta vô tao đuổi. Cái đêm hôm thứ hai mà qua ngày thứ ba á, là gần rạng sáng á cô, là chồng con đột nhập vô nhà cũng tầm 3 giờ đêm đó. Dạ 3 giờ đêm cho nó nhớ. Sao mẹ giống như ăn trộm vậy ta? Sao mà nó canh me vào lúc coi như là rần rạng sáng để mà nó hành động mà. Con nhớ rõ ràng luôn là cái cửa con đã khóa kỹ rồi, thì cửa tiệm mà là cái cửa cửa điện á, là con cầm một cái, con bé quản lý con nó cầm một cái. Thì con ngủ cái đêm đầu tiên ở nhà rộng á thì con sợ, đêm thứ hai con mới kêu bé nhân viên nó ngủ lại tại con sợ ma. 11 giờ là con đi ngủ rồi, thì tới gần 2 mấy sáng á, nhưng con nghe cái cửa phòng con nó gọt kẹt gì nè. Con sợ quá cô, con không biết nó là cái gì mang. Con nói trời đất ơi cái gì vậy, kiều hả kiều. Thì ông mở cửa ông xông vô, ông bật ngửa con ra, con nói chỗ cái gì vậy, sao giờ này đi xuống đây được mà sao anh chui vô nhà tôi được, tôi đã cấm anh xuống đây mà tại sao anh vô nhà tôi được, tại sao cái cửa này anh có chìa khóa mà anh giấu tôi, xin lỗi này nọ nọ kia đủ thứ cái á cô. Thì lúc đó con thấy xìu thôi, nói chung là xuống hai đêm là chuyện 3 giờ sáng đúng dạ 3 giờ sáng cô rồi. Con thì con bị khó ngủ cô, con nghĩ tối á, trước khi con ngủ là con phải ngậm kẹo ngủ, mà cứ 2-3 giờ sáng ông coi đồ cô, coi quần coi áo coi giày coi dép mê lắm. Thì coi thì muốn cái gì sáng mai nói đi, không đập con vậy em áo này đẹp nè, coi đẹp không, áo này đẹp, dậy. Lúc đó con dậy luôn là con thức tới sáng luôn. Là bạn này là người nước ngoài chứ không phải nước Việt. Dạ đúng rồi, ban ngày thì ngủ cô đó. Bên này là đang kể tật xấu mà đúng không? Dạ tôi đang tính nhắc nè. Tiếp. Ủa vậy tật xấu bả là gì ta? Bây giờ học cái hay đòi ly dị. Hay đòi ly dị. Rồi tiếp nữa còn cái gì nữa? Có là đam mê làm đẹp. Làm đẹp mà má ruột nhìn ra luôn. Làm đẹp mà má ruột nhìn ra luôn. Nguyên là chứng minh nhân dân cái mẹ hiện bây giờ là... Không có luôn, ấy là cái nấy như vậy à. Nhưng mà làm quá hồi, trang điểm make up đồ nó khác á. Em bữa có lần con chụp hình con đi chơi bà này và khoe má này tụi con chụp hình nhìn đẹp không, mày chụp với nhỏ nào vậy, phải chụp với con tao thì nó ghen con mới nói là con mẹ đó. Bà kêu con tao không phải vậy. Tiếp đi, còn gì hơn nữa không nè? Mỗi cái gì mà liên quan tới con á, giống như là con cần cái gì mua đồ hay là cần bất kỳ thứ gì hay là đi ra ký giấy tờ, từ từ không quan trọng, còn mà liên quan tới bà hư mọi thứ quan đều phải là chạy theo chung gì hết. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ con muốn thay đổi điều gì, con mong vợ con thay đổi điều gì nhất? Chỉ có điều là cho con ra đường tí, mỗi lần ra đường cái là nhà sóng gió. Cái nội mẹ con, mẹ ruột con kêu mày đi đâu mày đi lẹ lẹ về làm tao, cái không nhà tao đổ nợ gì hả? Ghen hả con? Ghen thì không ghen, con kiểu con hay kiểu như là chiếm hữu. Đúng rồi cô. Nhưng mà đó giờ có dính trận nào không? Không có dính trận nào, chỉ có duy nhất một lần đó là chồng con mua khẩu trang của cái bạn nữ đó, mà bạn nữ đó lúc trước chồng con thì cũng có nói chuyện tình cảm nhưng mà không có đi tới đâu, mà lại thấy là con không có thích. Tại sao khẩu trang bán tràn lan mà không mua, phải mua đúng cái bạn đó thôi. Thì nói chung là con không chịu, hiểu rồi, con làm lớn chuyện lên nó là phải lóc đít bạn đó luôn, không có được nói chuyện, gây lộn xong rồi con lại khóc òa lên. Thì mẹ chồng con lại chạy ra, chuyện gì trời ơi, tại sao mày lại làm như vậy, tại sao mày lại để vợ mày. Nói chung là mẹ chồng con thì hay binh con, trời mày vậy là không đúng rồi, mày vậy là sai rồi, từ đầu tới cuối đâu số điện thoại nhỏ đó, đưa đây cho tao, đưa đây tao gọi cho. Đừng ai nói con sợ vợ, vợ con là ai cũng sợ á. Rồi giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì nhất? Không cần thay đổi gì, thấy cứ vậy là được. Nãy mới ước ao được cho ra đường bây giờ. Ừ, nhỏ nói xong cái im ru đi, sợ tối nay ba sáng không cho làm gì. Vợ về tới con đó. Xấu chồng con là chỉ có đúng cái thôi, là nhây, tánh nhây á cô, hay giỡn hay chọc với lại kiểu hay nói nhảm á, nói từ sáng tới chiều nói những cái mà người ta không muốn nghe mà cứ nói hoài. Chiều hôm qua con đi kêu đi tẩy răng á để cho lên chương trình, nhìn nó sáng sủa đẹp, con tẩy nha Khoa không có vấn đề, rất là êm, mọi thứ rất là ok luôn. Nhưng mà tới chồng con thì cái sức chịu đâu, chồng con xưa giờ nó dở lắm cô, lấy máu hay gì cũng không dám lấy nữa. Vừa bước xuống trời đất ơi đau như quỷ bắt người ta làm, trời ơi bây giờ nó ê nè, trời ơi giờ không nói được luôn, trời ơi giờ chịu hết nổi rồi, trời ơi là trời cô ác lắm, cái gì mà ấy cô bắt người ta làm người ta không chịu làm mà bắt người ta làm. Mà cô biết nói con từ 3 giờ chiều tới 12 giờ đêm, mẹ chồng con á nghe chỉ có một tiếng đồng hồ thôi mà mẹ con còn cảm thấy là áp lực, mẹ nói tao chịu hết nổi rồi, mày nói con này con Khánh á không bỏ mày đi, tính ra nó cũng hay lắm luôn. Tao nghe mày nói mấy câu tao khùng lên rồi, trời ơi ê quá chết rồi, trời ơi mời con nước muối sinh lý không, con hút giảm đau không, ai không có được ra đường. không nói chuyện ai, nói chuyện mình vợ mình thôi. Con có móc giờ cho ra đường, từ 1 giờ tới 5 giờ chiều là không có cái việc gì làm, anh có thể đi đâu anh đi anh, nhưng sau 5 giờ chiều phải có mặt ở nhà để anh chở vợ con đi chơi. Giờ nó nắng á, đi đâu nắng quá mà nắng, mà nó bắt đi tập gym. Trời ơi giờ mà đi nửa tiếng gọi một lần, anh đang ở đâu, làm gì, có tiện không đi mua đồ giùm.
em. Tại vì anh nói chuyện không có cái kiểu uy tín. Chồng con là đặc biệt là không có uy tín. Thí dụ như là mình đang ở đâu, mấy giờ mình về tới thì chẳng hà cứ nói thẳng giờ. Từ đó tới nhà là 45 phút, 45 phút nên về anh đang đó. Làm cho mình đỡ trông. Nhà con là ở ngay quận 9, cái đường Đỗ Xuân Hợp đi vô. Từ đó đi ra cầu Rạch Chiếc thì nó chỉ mất khoảng 5 phút thôi là đi đường tắt. Thí dụ con gọi đi, anh đang ở đâu vậy? Anh tới cầu Rạch Chiếc rồi nè em. Là khoảng chừng 50 phút đến tiếng sau có mặt ở nhà. Cái đường Đại Lộ 3 với cái đường 11 con thì nó song song với nhau nè. Là cô đi bộ 5 phút cũng tới đó cô. Ê, anh đang ở đâu vậy anh? Anh đang tới đầu Đại Lộ 3 rồi, đang quẹo vô nè em. Là đúng tiếng sau anh có mặt ở nhà. Một tiếng sau anh có mặt ở nhà. Có ít xích là nhiều á. Dạ đúng rồi. Bắt đầu cái con mới bực cái cô Hiếu cứ 5 phút kiểu như mình bực quá thì cứ 5 phút mình gọi lần, 5 phút mình gọi lần cho dằn mặt chơi cô. Cái con nói ủa cái Đại Lộ 3 nó ở đâu vậy? Tôi đi bộ nãy giờ chục vòng Đại Lộ 3 tôi chưa thấy anh đâu luôn. Anh lội bộ hay anh đi cái gì mà nãy giờ chưa thấy mặt anh. Rồi bắt đầu cũng gây lộn với cô. Bắt đầu về về vậy nè cô. Không tại vì mới kẹt xe trời, mới đụng xe tai nạn xong nó cản hết đường đâu có đi được. Trời trời là chiếc nó kẹt từ đầu cầu tới cuối cầu Nguyễn Container hàng kia lũi anh đó. Nói chung là rất là nhiều lý do. Đó bây giờ dù anh có kẹt cỡ nào đi nữa thì từ đó vết lết vô chỉ có 5 phút thôi. Anh đi 20 phút là quá này, một tiếng anh mới có mặt ở nhà là sao? Mà cứ cái tật đó cô. Nhưng lúc nào không có lý do hết. Lúc nào cũng có lý do tới giờ vẫn vậy. Nhưng mà khắc khẩu vậy thôi chứ mà hai đứa chỉ cách nhau xa nhau chừng tiếng hồi là nhớ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ con mong muốn xã thay đổi điều gì? Chồng con là có đúng cái tính nhây với hay nói nhảm để mà con phải cọc lên thôi. Con quên con không tắt cái khóa điện thoại là vô Facebook con đăng nhảm nhảm lên cô. Đăng xàm xàm cô. Vậy á hả? Dạ rồi xong. Mượn danh con đăng đó phải không? Dạ đúng rồi. Đăng gì á? Đăng ba cái hình ngày xưa của con á. Con block Facebook chồng con bữa giờ cũng lâu rồi. Nói chung con với chồng con là con không có kết bạn. Mà bữa đăng á cô biết cứ lấy hình của con mà hình hồi nhỏ, hình ngày xưa mấy thời tin tin. Nhìn cái thời mình không có muốn đào lại cô hiểu không? Chồng con lấy chồng con để ảnh đại diện, để ảnh bìa xong rồi để cứ mở lên là thấy rồi bạn con comment vô. Con giận luôn. Còn bây giờ tình trạng mối quan hệ của các bạn trên Facebook là cái gì? Không có chơi chung. Cặp này dễ thương quá. Dạ. Bởi vì không có gì mà phải khuyên hết trơn đúng không? Tại vì tụi con là quá hạnh phúc luôn rồi. Cảm ơn Khánh với Sang đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Sau kiểu chắc là cô này cũng thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không mà ngã đấy. Ôm luôn. Rồi bây giờ tới Trung đó. Sáu vừa thể hiện luôn rồi anh. Cảm giảm hả? Cảm giảm hay quát lắm. Trông ngay tôi mà hay quát lắm. Quát em hả? Vâng. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Wow. Mời hai em. Wow, trên sân khấu hôm nay là con nói nha, những người phụ nữ lên đây đều tuyệt vời hẳn ra. Đó. Mình rất là Bluetooth đúng không? Ồ, đẹp cái chị. Chưa, đều là mắt gà như nhau. Rồi, chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ vâng, đầu tiên em xin giới thiệu em là Trung, chồng của Hồng Nhung đây. Hiện đây là cái gì Trung? Đó. Đừng nói em Quốc là Trung là Đức Trung. Đức Trung. Tưởng Quốc Trung là em Quốc Thuận. Ừ đó, Quốc Trung là em Quốc Thuận rồi. Nay em 33 tuổi, đang ở sinh sống ở Hà Nội. Hiện thì em đang làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Dạ em chào anh chị ạ. Em tên là Hồng Nhung và em năm nay là 34 tuổi. Thì em cũng làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines và hai vợ chồng cũng có chấm nở tình yêu và xuất phát từ tình yêu từ cái ngành tiếp viên hàng không. Thì hiện tại em vừa làm tiếp viên hàng không và làm giám đốc của công ty riêng về xuất nhập khẩu mỹ phẩm ở nước hoa. Như vậy là chắc có lẽ là cơ duyên các bạn gặp nhau là chắc có lẽ là gặp ở trên máy bay đúng không? Lần đầu tiên bọn em gặp nhau thì là đang ở thời gian huấn luyện của Vietnam Airlines. Ấn tượng thì lúc đấy chưa có ấn tượng gì cả. Thế nào lại gặp được cô gái lại cũng thích chơi thể thao. Chiều đến em mới chơi thể thao. Thấy vợ em ra chơi thể thao với một bạn nữa, bóng rổ. Thấy ấn tượng quá, cá tính quá. Cũng xin ngày xưa chỉ có số điện thoại với cả nick Yahoo. Thế là xin contact của nhau rồi liên hệ với nhau. Cách đây bao lâu rồi? Đó là vào năm 2010 anh ạ. Ồ, lâu rồi. Là 12 năm rồi. 12 năm trước. Còn dạ. Em sao? Tự nhiên em, tức là lúc đó em thực sự là em rất mê cái môn thể thao đó. Bóng chuyền. Thực sự thì em cũng thích chơi thể thao từ bé. Thì em hay chơi môn thể thao là đá cầu và bóng chuyền, bóng rổ thì cũng biết chơi một chút. Tính cách cũng khá là mạnh mẽ nên là cũng hay thích chơi với cả con trai và hay thích chơi các môn thể thao. Xong rồi cũng nhìn thấy nhau nhưng mà cũng không có gì ấn tượng vì bạn ý ít tuổi hơn. Cái tiêu chuẩn của em là không có lựa chọn bạn trai ít tuổi hơn. Cho nên em cũng không có ấn tượng với những bạn trai ít tuổi. Mà em lựa chọn là phải hơn em ít nhất là 5-10 tuổi rồi hơn một cái đầu cái suy nghĩ tư duy nó cũng phải hơn. Thì mình mới có cái để mắt. Thực ra thì thời điểm đấy là bọn em hay tâm sự với nhau. Thì đều học xa nhà cả.
Xong rồi thời điểm đấy em cũng sau một thời gian cũng mới chia tay người yêu cũ. Hay tâm sự. Xong rồi cũng qua những câu chuyện đấy thì em nghĩ là có cảm tình với nhau thôi. Chứ còn thực ra bọn em không có ai tỏ tình hay là ngỏ lời là người yêu anh hay là làm người yêu em nhé. Em ngày xưa đi học thì thời gian rảnh cũng nhiều. Thế là tối là hay thời đấy bắt đầu quen nhau rồi, nói chuyện nhau rồi. Thì hay rủ vợ đi là người yêu ngày đấy đi dạo phố. À chứ người yêu chứ, mới là đối tượng mình nhắm tới thôi. Sau kiểu chắc là cô này cũng thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không mà ngã đấy, an toàn giao thông đi. À anh mày đã bóng. Thế là sau một vài lần trêu em ôm luôn. Thế là lúc đấy em mới biết là thích rồi, thì coi như là nhận lời, coi như cũng chả ai tỏ cái, tình với. Cái ôm đấy là cái nhận lời luôn, đúng không? Đấy. Ủa như vậy là em hơn bạn mấy tuổi? À em hơn anh Trung 3 tuổi ạ. Cái cảm xúc nó ngộ lắm, chị nói thiệt, chị cũng vậy mà. Có lúc thế, có lúc mà chị 22 tuổi á, dạ. Là lúc bằng em cái thời điểm đó. Dạ, đấy chị là gặp ông xã chị là lúc là anh Tuấn Anh, lúc anh cũng bằng tuổi em bây giờ. Cũng cách nhau 3 tuổi ạ chị. Cho nên là mình không bao giờ mình nghĩ là kiểu như là sẽ đến với nhau đâu. Nhưng mà mặc dù trong lòng rất là thích luôn á. Như vậy là cái tình yêu của các bạn như vậy là trong cho đến lúc coi như là lấy nhau thì nó có suôn sẻ không? Nó có chia tay chia chân gì không? Bọn em thì cũng có một lần chia tay nhau rất là lâu. Cái giai đoạn đấy là thời điểm mà anh xã em ra Hà Nội mấy tháng. Thì bọn em có cãi nhau, có những cái mâu thuẫn rồi những cái không phù hợp về suy nghĩ chia sẻ. Thì cũng chia tay nhau mất khoảng một tháng, gián đoạn nhau một tháng. Thế xong đó là cũng vẫn thấy có thiếu người chia sẻ, xong rồi trống vắng hay là lại nói chuyện lại và lại quay lại. Thế xong đấy thì khi mà em yêu anh ấy một thời gian thì em bay ở trong Sài Gòn này hơn một năm, năm rưỡi thì em lại chuyển sân ra Hà Nội để bay. Thế thì thời gian đấy thì là hai gia đình cũng biết là hai đứa yêu nhau và có qua lại với nhau và biết là em hơn tuổi chồng em. Thế thì ông bà cũng hai bên rất là phản đối luôn và không đồng ý một chút nào, bởi vì là bố mẹ em thì cũng muốn là con gái gặp một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, có thể lo được cho gia đình và sợ là sau này nó có cái ảnh hưởng về ngoại hình thì vợ sẽ bị già hơn chồng. Chồng sẽ bỏ mình đấy. Đó. Vâng, thì vợ bên gia đình nhà anh ý thì cũng như thế, thì cũng muốn là anh ấy đang còn trẻ, nhiều cơ hội thì cũng còn nhiều thời gian để mà rèn luyện và tìm được cái người nó phù hợp với lứa tuổi tác hơn. Nói chung là bố mẹ thì phản đối phần chính là vì tuổi tác. Và có lần thì em cũng hai đứa thì cũng rất là quyết tâm, bởi vì là em nghĩ là bộ khi mà gia đình càng cấm cản thì hai đứa lại càng mãnh liệt, càng cấm cản máu em ạ. Đấy tuổi trẻ đấy. Thế, đúng rồi. Máu lắm hả chung. Mà ngay lúc thời điểm đó là đây 22, đây 19, máu lắm em ạ, máu lắm. Nhưng mà làm sao để cho hai gia đình coi như hết phản đối và chấp nhận? Thực ra cũng là do bản thân mình thôi, em nghĩ thế. Xong rồi bọn em thì lúc đầu khi gia đình nghe thì cũng không đồng ý, nhưng mà khi gặp mặt nhau rồi thì bố mẹ bắt đầu có những sự thay đổi. Khi tiếp xúc với Nhung thì thấy Nhung cũng là một người phụ nữ mà người đàn ông có thể gửi phần đời của mình. Nói nghe nhỏ bé quá, đàn ông nhỏ bé mà. Nhưng nói thế chứ mình ra ngoài đường thì mình to, về nhà mình vẫn là cá con. Ngoài đường cá mập. Ra đường cá mập, về nhà cá con. Đó. Nhưng mà chị hỏi nè, hai đứa là trên hai cái tuyến đường bay khác nhau hả? Hay là bay chung một máy bay? Dạ, thi thoảng bắt đầu mới có một chuyến đi chung. Còn đâu thì là em với vợ em là khác đội. Khác đội đúng không? Dạ. Thế rồi có ghen qua ghen lại không? Chứ chị thấy bay suốt ngày trên giờ. Thế đứa nào ông trai xinh gái đẹp này chết trên giờ. Thực ra vợ chồng em cũng hiểu nhau thì cũng hiểu công việc của nhau mà. Hành nghề phải như vậy, phải đi đây đi đó, phải mất thời gian. Thì cũng không ít khi xảy ra cái chuyện. Không ghen. Em thề đi, em có ghen không? Thi thoảng gọi không được thì mới hơi thôi. Trên giờ làm sao mà gọi thường xuyên được. Không được cái chứ. Đấy thì em sợ là đi vẫn chưa đáp. Hay là đáp rồi mà vẫn để chế độ máy bay. Thành ra mới hơi tò mò tí. Em sao? Ông chồng thế này chết dở đấy bà. Có ghen không? Thực ra thì là em nói chung là cũng hai vợ chồng em thì cũng có một chút. Chứ không có ai là ghen nhiều hết. Bởi vì thực ra là bọn em rất là may mắn, bởi vì là công việc nó gắn kết với nhau từ cái hồi mà bắt đầu yêu và bắt đầu đi học.
Xong đó là cái thời gian mà gắn bó với nhau nó cũng lâu. Thì khi mà bọn em đi làm thì bọn em cũng có hiểu cái tính chất công việc của nhau. Thì đi thường xuyên và mỗi cái tổ thì là có những cái tiếp viên, những cái phi công cũng khác nhau chứ không phải tổ nào cũng giống nhau. Thì bọn em cũng có những cái sinh hoạt chung với cả các anh các chị. Thì nếu như mà có cái gì đó mà nó khác lạ thì là trong tổ cũng đã đồn biết ngay đúng không? Biết luôn. Và mình rất là nhạy cảm chị ạ. Mình sẽ cảm nhận được luôn là cái tình cảm có cái gì thay đổi hay không. Rồi cái sự mà ứng xử ra là cái đó là mình cũng khá là nhạy cảm. Em nghĩ là bọn em cũng không có nhiều cái sự ghen tuông trong cái chuyện tình yêu nhiều. Rồi bây giờ thôi mình đến cái phần kia đi. Dạ. Hai vợ chồng em là coi như là lấy nhau 2013. Đúng rồi ạ. Cho tới lâu bây giờ rồi. Là 2022 làm. Là 9 năm. Thì bây giờ có những cái tật xấu đó, có những cái tật gì mà mình cảm thấy chưa hài lòng thì bây giờ sẵn lên đây thì mình khui đi em. Dạ. Anh Nhung có xem chương trình này rồi đúng không? Em có xem đến cái rồi. Phần này là phần bóc phốt ạ. Các chị là rất thích mà các chị vợ rất thích. Các anh cũng thích chứ làm như con mình các Chung chị có thích không Chung? Em không. Em không. Anh không hề thích luôn. Tại vì đàn ông là nhiều thật xấu lắm. Thành ra chị em thì chỉ đợi cơ hội này để kể thôi. Cái thời điểm mà mới lấy nhau về ấy, thực sự là cũng bị sốc chị ạ. Bởi vì là trước đó thì yêu nhau thì rất là quan tâm. À ngày xưa anh không có bạn bè tụ tập nhau, ăn uống nhậu nhẹt nhiều. Thế nhưng mà cái thời gian mà lấy nhau về thì em có bầu em bé. Thế xong rồi anh lại thường xuyên đi bay. Và đi bay thì gặp bạn bè, xong đó là cứ chuyến bay cuối chuyến bay thì lại về là hẹn nhau đi ăn này. Ăn xong rồi đôi ba chén rượu. Xong bắt đầu dần dần nó thành cái thói quen, thành cái nếp á chị. Và có lúc hôm là còn đi nhậu về đêm luôn, 2-3 giờ sáng ấy. Em cũng rất là stress về cái việc là không quan tâm đến vợ và hay đi nhậu như thế. Nhất là lúc đang mang bầu nữa. Vâng, đúng rồi, cái lúc đấy mình cũng bị căng thẳng theo, cũng mệt, tủi thân. Anh ấy có cái tật xấu như thế thì là em không thích nhất. Còn đàn ông thì có rất là nhiều cái tính, ví dụ như là bừa bộn, bẩn thỉu. Thì những cái đó cũng thi thoảng cũng càm ràm. Thế nhưng nó cũng không phải là cái quá to để mình để tâm đến. Mà mình chỉ quan tâm đến cái chuyện là chia sẻ cùng với cả nhau, quan tâm nhau và quan tâm đến cái gia đình, cái đứa con của mình. Nhưng mà cái đó là trước đây, thế còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì hiện tại thì anh ấy cũng chăm lo cho gia đình hơn, cũng bớt nhậu hơn. Nhưng mà vẫn có cái tật là đi nhậu, đã nhậu là phải nhậu tới bến. Đó là tật xấu đó. Thì em cũng rất là mong là anh sẽ biết kiểm chế những cái được, cần trô được cái điểm dừng đó. Đó là mong muốn thay đổi luôn rồi đó. Vâng, em mong muốn cái điều đó nhất. Xong đó là tập trung cho cái việc kinh doanh của công ty và chăm sóc con cái hơn. Có thường xuyên trò chuyện với con gái không? À đó, còn một cái tật nữa là chồng em nhiều khi là cũng say mê game đó. Là đó, chơi là game. Cũng chơi hơi lâu. Em cũng mong là giảm bớt đi một chút xíu. Để có thời gian để dạy dỗ con nhiều hơn. Mê game. Rồi bây giờ tới Trung đó. Tật xấu thể hiện luôn rồi anh. Cảm giảm hả? Cảm giảm hay quá lắm. Trông hay thôi mà hay quát lắm. Quát em hả? Vâng. Mà nhiều khi không biết là chơi game đâu, nhiều khi em đang đọc sách. Tại vì em đọc trên iPad mà. Lại bảo chơi game. Em đam mê về đá bóng. Thích đi đá bóng và thích chơi những cái game liên quan đến đá bóng. Nhưng mà em có một cái thời gian quy định thôi. Tức là sau khi con ngủ rồi. Tối muộn 10 giờ 10 giờ em chơi. Thành ra chơi hơi muộn. Có thể là vợ đợi mình lên giường lâu quá. Thành ra vợ quay ra quy mình là mê chơi game. Lâu lâu lắm rồi, máy để bụi lắm rồi, không chơi đâu. Thế vợ là hay để trong lòng, nhiều khi cứ thấy ngồi cầm máy là cầm máy là chơi game. Mặc định luôn, cứ cầm máy là game. Đó là giải thích đó. Rồi bây giờ tật xấu của vợ nè. Quá càm ràm nè. Hay quát cả quát. Chồng cả con. Mà nhất là cái thời gian mà đợt rồi dịch ở nhà nhiều quá. Xì chết đấy. Hay quát, nhưng mà thôi đối với em mình quen rồi, ở nhau gần 10 năm. Bây giờ là quát thì thôi dắt con đi vào trong phòng trốn đi. Vợ còn tật xấu gì nữa không? Ngoài quát chồng ra còn cái gì nữa không? Em có một tật xấu và thực ra cũng là một cái điểm tốt. Vợ em là khá đam mê công việc. Gần như là những cái thời điểm mà ngày xưa còn bay ấy, thì còn ít làm công việc ngoài. Nhưng mà khi đã nghỉ công việc đi bay rồi, vợ em lại càng tập trung vào cái việc công kinh doanh nhiều hơn. Công việc kinh doanh ấy. Thì nhiều khi là do tập trung quá quên hết những thứ xung quanh. Đôi khi quên cả chồng và con đang ở đâu. Vậy á. Đó là hôm trước thì mới được cô giáo nhắc lại một lần là cho con em đi học thêm. Vợ em làm tập trung quá hay là mệt quá
quên đón con, để con ở đấy mất 2 tiếng ăn cơm cùng nhà cô. Bây giờ cô vẫn nhớ cái đây chuyện câu chuyện đấy cách đây 2 năm rồi. Thực ra thì em cũng hay đãng trí, cho nên nhà em bây giờ làm khóa là phải khóa vân tay hết, toàn bộ. Còn chìa khóa xe máy với chìa khóa ô tô thì thi thoảng cũng có quên, đi lên xong lại đi xuống. Thế còn những cái chuyện mà ngày xưa ấy, thì là em cũng không nhớ được kỹ lắm, bởi vì là thực ra thì là bây giờ cái khối lượng công việc của em nó cũng hơi nhiều, và thời gian rảnh thì em cũng muốn là tập trung dành có thời gian thì em tập trung em dành cho con cái. Bây giờ chứ em chỉ có mong muốn chồng em là bớt đi nhậu thôi đúng không? Yes. Bớt nhậu bớt game nữa. Game thì bây giờ anh ấy cũng đỡ hơn rồi. Đấy, em quát nhiều em mong vợ em ít quát. Mong vợ con nó cũng đỡ sợ mà em cũng đỡ sợ. Thì thực ra bây giờ hai bạn ở với nhau cũng 10 năm rồi. Vâng. Bây giờ bắt đầu cái tình yêu nó chuyển thành cái tình nghĩa rồi. Vâng. Đúng không? Mặc dù hai đứa còn rất là trẻ luôn á, nhưng mà cái nghĩa nó nhiều hơn. Thành ra là chị nghĩ là nếu mà cái gì có thể thay đổi được thì thay đổi. Cảm ơn Trung với Hồng Nhung nha. Dạ. Em cảm ơn anh chị. Chúc cho hai em sẽ luôn tận hưởng hạnh phúc. Và cái công ty là công ty phải phát triển hơn nữa. Dạ. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Rồi. Nhưng mà cuối cùng là cái nhà hàng đó không còn phòng, nó chỉ còn một phòng hai giường thôi. Đi ăn uống, đi nhậu nhẹt thì cũng uống bia. Về thì cuối cùng hai giường là thành một giường. Kẻ nào mong men đến cái giường kẻ kia trước. Anh đi vô trong nhà vệ sinh, cái mẹ em nói, Thảo ơi Thảo, sao thằng ấy đẹp trai mà tao thấy nó lùn quá. Ví dụ giờ chị tưởng tượng á, mà thằng Phi nhà chị á, nó nói với chị là, mẹ ơi, giờ bạn gái con có bầu là chị vui lắm á. Thiệt là tại vì sao đó, con mình trai thẳng luôn. Mình xác định luôn con mình trai thẳng luôn. Đó là vui. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng. Rồi mời hai em ngồi. Dạ cảm ơn. Không biết là hai đứa đó là có nôn nóng lên chương trình Vợ Chồng Son này không ạ? Dạ nôn chứ ạ. Rồi cảm ơn hai em đã yêu mến chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Trường Di. Hiện tại sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Em làm ngành gì nè? Dạ em làm tài xế. Tài xế rồi. Bao nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi nè? Dạ 27. Rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Lê Thị Phương Thảo ạ. Năm nay em 27 tuổi, em làm kinh doanh quán ăn ạ. Ăn món gì ạ? Dạ ốc. Trời ơi, món tủ của tôi. Ở đâu? Địa chỉ? 1333 Hoàng Sa, Tân Bình. Gần đây, mà em đi cũng đâu mà gần đây. Rồi bây giờ nè, hai đứa, lần đầu tiên hai đứa gặp nhau á là ở đâu? Và có ấn tượng gì về nhau không? Dạ, lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là ở một nhà hàng. Lúc đó em đi xin việc làm. Dạ em bị làm lễ tân. Rồi mới gặp rồi này kia, rồi mới nói chuyện này kia với nhau. Nhưng mà em lần đầu tiên em gặp cô gái này, cái gương mặt của cổ và cái cử chỉ của cổ là em có kết liền không? Không, nói chung là lần đầu tiên em gặp á thì khuôn mặt thì em không ấn tượng. Nhưng mà em chỉ ấn tượng được cái dáng thôi. Với cái nước da. Dạ. Dáng cao ốm đúng không? Dạ đúng rồi, cao nghe. Da trắng mịn đúng không? Còn em sao, em gặp bạn này em ấn tượng gì? Mới đầu tiên là không ấn tượng, nhưng mà đến mấy hôm sau á thì nhắn tin rồi đi chơi thì em mới nhìn em kỹ thì em mới ấn tượng bởi cái nụ cười á. Anh ấy là người chủ động xin số điện thoại em đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó có điện thoại rồi chắc là tán suốt đúng không? Dạ đúng rồi, tán suốt luôn mà. Tán không để cho người nào tán luôn. Bao nhiêu lâu thì tỏ tình này? Tại vì đợt đó đợt Tết á chị. Em đi về quê hai mấy ngày em mới vô lại. Thì em tính là em để về quê vào thì em mới trả lời để em xem là khi em về quê thì có nhắn tin gọi điện nhiều hay không. Nhưng mà khi em về quê rồi á thì ngày nào cũng nhắn tin gọi điện trơn á. Gọi điện suốt mà tới lúc mà mẹ em kêu là mày nói chuyện với thằng nào nói chuyện hoài luôn mà tôi thấy tôi mệt ghê luôn á. Nhưng mà rồi ăn Tết trở vô thì sao nè, chuyện tình là đi đến đâu nè, phải có tình liền chứ đúng không? Em ở ngoài quê thì em nói là nếu như mà được á thì để em về quê vào thì mình sắp xếp đi Vũng Tàu chơi một chuyến. Thì lúc mà em xuống sân bay Tân Sơn Nhất á thì An Giang đón em rồi đi Vũng Tàu luôn, đi thẳng Vũng Tàu luôn. Luôn đó. Đi bộ ô tô hay đi xe máy? Đi xe máy ạ. Không cần nghỉ ngơi em ơi, cái tình yêu tuổi trẻ nó ngộ nghĩnh lắm. Rồi chuyện gì xảy ra trong cái đợt đi Vũng Tàu đó? Vui không? Thì lúc xuống Vũng Tàu hai đứa tính là thuê hai phòng. Nhưng mà cuối cùng là cái nhà hàng đó không còn phòng, nó chỉ còn một phòng hai giường thôi. Thế cuối cùng hai đứa cũng thuê một phòng hai giường. Thì lên đó tắm rửa, nói chung bình thường, tắm rửa xong đi ăn uống, đi nhậu nhẹt.
thì cũng uống bia. Về thì cuối cùng hai giường là thành một giường. Kẻ nào mong men đến cái giường kẻ kia trước. Anh cái lúc mà em được cô ấy coi như là ngỏ lời là đi Vũng Tàu là chắc trong đầu chắc cũng manh nha đúng không? Có uống mua chưa? Có. Có đấy chứ. Trời ơi. Nói là ăn hải sản là cũng có một sự trong cái thứ chị. Hải sản là khỏe lắm với nha chắc chị. Ăn, chắc ăn đồ sống không luôn. Nào sống chấm một tạc không? Ồ. Và sau đêm đó thì có ở lại không? Chuyện gì xảy ra nữa? Sau đêm đó là về là cảm thấy là càng yêu nhau hơn. Đúng. Càng muốn cắt kết nhau hơn mà kiểu là trong đó lúc đầu em là muốn cưới người này rồi. Ừ. Nhưng mà kiểu là thời gian vẫn còn ngắn quá là mình muốn để thêm một thời gian nữa. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Thì tầm tháng hơn tháng sau thì em có bầu. Bác sĩ hay quá. Đúng rồi, bác sĩ là báo tin vui đúng không? Dạ. Đó. Khi em biết tin vợ có bầu gì đó em vui không? Dạ. Vừa vui mà vừa hoang mang. Sợ. Dạ đúng rồi. Tại vì thấy còn trẻ quá đúng không? Sợ. Dạ đúng rồi, tại vì hai đứa vẫn đi làm cái công việc bình thường, nói chung chưa có ổn định gì hết. Nhưng mà em thì có gặp mẹ của Thảo không? Dạ gặp rồi. Em buồn cười mỗi câu là anh đi vô trong nhà vệ sinh cái mẹ em nói Thảo ơi Thảo, sao thằng ấy đẹp trai mà tao thấy nó lùn quá. Tao thấy nó lùn quá. Quê nhờ. Quê nhờ. Chọn lần nào cao cao tí, chọn lần lùn quá hả? Em nói nó cười. Nhưng mà thôi, con dính rồi mẹ ơi. Đó. Ví dụ giờ chị tưởng tượng á, mà thằng Phi nhà chị á, mà nó nói với chị là mẹ ơi, giờ bạn gái con có bầu là chị vui lắm á. Ờ. Thiệt. Là tại vì sao đó, con mình trai thẳng luôn. Mình xác định luôn, con mình trai thẳng luôn. Đó là vui. Rồi sau đó là bao lâu thì mới cưới? Sau đó phải tầm 2 tháng, 3 tháng nữa mới cưới. Nhưng lại chưa có thời gian tìm hiểu nhau mà đã thành vợ chồng liền, là đi vào cuộc sống hôn nhân liền đúng không? Đúng không? Rồi nếu vậy thì trong cuộc sống hôn nhân là các bạn có hay gây lộn rồi này kia xích mích cãi cọ nhau không? Gây lộn thì gây lộn to thôi chứ không phải gây lộn mà bé, gây lộn mà sóng gió đó, sóng gió to luôn á. Là lý do sao nè, sóng gió làm sao mà hai đứa chăm em bé rồi xong rồi là không có hợp về cái cách chăm sóc cái gì đúng không? Dạ. Thì mới sanh về tầm được nửa tháng. Thì em bé cứ hay khóc đêm này kia. Thấy sanh xong là bắt đầu thấy thay đổi rất là nhiều luôn. Mệt mỏi này kia, cáo này kia lên. Thì nói chung thì vợ mệt thì chồng cũng mệt. Bắt đầu trong nhà nói chung là không có cười nói chuyện vui vẻ này kia nữa. Bắt đầu mới cãi nhau. Wow. Cãi nhau. Dạ. Nhưng mà gây nhau lớn như vậy thì là có huề nhau nhanh không hay là không sao giận lâu rồi, không sao về đúng rồi, có đến nỗi mà giận nhau đến cái mức mà chồng phải bỏ nhà đi khỏi nhà hoặc là vợ đòi ly dị hay này kia nọ không? Là chồng giận là bỏ nhà đi luôn á, bỏ về nhà mẹ đẻ ngủ đến sáng hôm sau về. Em mới hai em trông con tưởng ông qua anh kia ông ở luôn ai về ông đi về bọn đêm đó em ngủ em thấy ngủ ngon không? Ngủ ngon lắm. Em mệt. Mấy ngày mấy đêm không ngủ. À, thôi nhưng mà nói chung là hai vợ chồng là chỉ có xích mích cái chuyện đó là lớn nhất thôi. Dạ, đúng không? Đúng. Và từ đó tới giờ là không. Dạ. Nhưng mà hỏi thăm em bé bây giờ nó bớt khóc chưa? Dạ bớt rồi. Thường là nó 3 tháng à. Nó qua 3 tháng 10 ngày. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ đề á là thường 3 tháng 10 ngày là nó hết á. Dạ. Thôi chúc mừng nghe. Dạ. Rồi, bây giờ đến cái phần vui tật xấu. Tật xấu của chồng là gì nói đó. Chồng em nó chỉ được cái nóng tính thôi à. Ừ. Nóng tính lắm. Chỉ bị chứ không phải chỉ được. Nóng cái đó mà nói gì. Nóng mà giống như của ai đổ nước sôi vô người á. Nhưng mà tiếng là hết à. Nhưng mà mỗi lần nóng lên thì thể hiện như thế nào? Đập đùi. Kiểu cứ khùng lên vậy á. Còn bây giờ còn đập không? Bây giờ thì đỡ rồi. Giờ cũng phải ngồi trước được 10 thì bây giờ đỡ được 5 rồi. Thì đập đồ này rồi có đập vợ không? Đó không, bữa đòi ly dị là đánh em cái em mới đòi ly dị đó. Đó. Đánh em cái rồi má em đòi ly dị đó. Nhiều lúc em không muốn chia sẻ nữa tại vì mình muốn là mình nói ra cái bắt đầu khùng lên em không muốn chia sẻ nữa. Hãy cho gì nguy hiểm lắm nghe. Rồi cái gì nè? Vậy thôi là chứ chồng em số 1 lắm. Chăm con nè, thay biển nè, tắm nè, rồi hả du con ngủ ở chung làm hết. Từ lúc cưới vợ về là không có bạn bè gì, không có nhậu nhẹt gì, không có hút thuốc, không có gì luôn, không cà phê, còn pháo không gì hết trơn. Ở nhà không à. Không mê game, không mê gì hết. Mê game thì thỉnh thoảng chơi vui thôi, nhưng mà nhiều lúc mê game không phải mê đến độ mà vợ nhờ cái gì đó mà từ từ anh làm để anh chơi hết. Không, nghĩa là đang chơi game mà vợ nhờ cái là bỏ điện thoại xuống là đi làm luôn chứ. Ôi, đau quá. Có mê mua sắm gì không? Chồng em thì ăn cái gì cũng được, nói chung là cái gì cũng được, cho ăn cái gì cũng được nhưng mà mặc đẹp, đi ra ngoài đường là phải mặc đẹp. Mặc đẹp, ăn là có mặc đồ hiểu không?
Mặc đồ hiệu. Mà có mê mua đồ hiệu không? Không mê, thỉnh thoảng mua được một hai đôi hay là một đôi, một áo. Thế vậy đủ rồi. Cho dù có mê đồ hiệu hay là cái gì á, là mê đồ hiệu không phải là tính xấu. Yeah. Mà cái đó chỉ xấu khi nào mà mình không đủ khả năng, mà mình vẫn tìm mọi cách để mà mình sở hữu được cái món đó, thì cái đó mới là phải thay đổi. Yeah. Chứ còn mê đồ hiệu ai cũng mê hết trơn. Ừ. Tại đồ hiệu nó tốt mà, em nó đẹp nữa, em vẫn mê. Rồi giờ thấy em nó gì? Dạ, kể tật xấu hay là tật tốt chứ anh? Xấu? Ở đây không có kể. Chương trình tốt, chương trình khai tật xấu. À, khai tật xấu đúng không? Xấu nhất là cái tật mà hay cầm rạm, hay nhăn nhó. Em thì em cái gì cũng được chứ, nhưng mà em ghét nhất là nhăn nhăn suốt ngày. Đó, dù có chuyện gì nói ra, chứ mà nhăn nhăn này kia mà tới họ mà nói chuyện ra bắt đầu mà cãi ông ống lên, là nói chung là sừng sừng mặt lên, nó lại không thích kiểu đó. Ngày xưa tánh mình rất là nóng, hai vợ chồng đều một mạng nhau luôn, mặn quả hết luôn, rất là nóng. Nhưng mà mình suy nghĩ lại rồi mình mới từ từ mình mới rút ra được này kia. Thôi bây giờ có chuyện gì giận dỗi hay chăng nữa, bỏ đi chút xíu đi rồi về cho nó yên lành nữa. Còn tật xấu nữa là quên trước quên sau, từ lúc mà chưa có con tới lúc mà có con đi cũng vậy nữa. Hậu đậu không? Hậu đậu lắm. Mẹ thì chỉ có mình vợ thôi. Dạ. Cưng nên là được chiều. Dạ. Mẹ lo cho hết. Dạ. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Là không biết làm. Ở nhà công việc nhà đồ là có làm hết luôn không? Em làm hết. Không làm hết thì em không có làm. Sáng là thức dậy nè, hỏi ăn gì đi mua cho, rồi về giặt đồ cho con. Xong bắt đầu ngâm bắt đầu mới sấy bắt đầu mới phơi lên. Cổ có giặt không? Từ hồi mà sanh tới giờ chưa giặt được một cái quần luôn. Con đang chống cự mà. Tại vì không có không phải là không làm, nhưng mà không có để cho làm. Tại vì còn chống cự không cho làm. Trời ơi, vậy em có mong vợ em thay đổi gì không? Nói chung là chỉ mong vợ thay đổi là làm cái việc gì mình cũng nên sắp xếp trước sau này kia rồi mình phải làm, chứ đừng có giống như hồi chiều này đi làm tóc từ hồi 8:30 sáng mà tới 3:10 mới xong, mà mình đã hẹn với chương trình là 3:30 là có mặt rồi. Làm tóc xong rồi kia cái đầu ướt nhẹp luôn, đội nó bảo hẻm đi luôn, chạy qua đây là đúng 4 giờ. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn Duy thay đổi điều gì? Em chỉ mong chồng em bớt phóng tính lại thôi. Vợ nói một tí, ví dụ như là có chuyện gì thì hai vợ chồng chia sẻ nhau một tí, chứ nhiều lúc mà muốn chia sẻ mình không biết chia sẻ kiểu gì. Đừng có sưng cồ lại. Dạ. Đúng không? Thế sao hai đứa bây giờ thì mình không có thời gian mình tìm hiểu nhau trước. Dạ. Đó, cái mọi thứ nó bước vào cái cuộc hôn nhân nó nhanh quá, thì thành ra là bây giờ tụi em gần như là phải khám phá và tìm hiểu nhau đó. Thì đùng một cái là về đã hôn nhân thì chớ lại là có con ngay nữa. Dạ. Có con liền. Ừ. Thì nói chung là hai bạn phải cảm thông rất là nhiều cho nhau. Dạ. Thì bây giờ về phía mình thì mình cố gắng là mình tìm hiểu đi, tại sao anh nóng, thì lần sau mình né những cái đó đi, thì từ từ sẽ thành cái thói quen là sẽ bớt dần và bỏ hẳn, thì cái điều đó có lợi cho mình thôi. Dạ. Thì còn về phía em á, thì thực sự bây giờ vợ em á, trong cái thời gian này thì thực sự vợ em có những cái mà thứ nhất là về trí nhớ nha, giống như lực bất tòng tâm vậy đó, muốn nhớ mà nó cứ nhớ quên nó chưa đâu. Con khi nào con phải chừng một năm mấy á thì mới ổn định lại cái nội tiết tố trong người mình á. Dạ. Thì bắt đầu mình mới có thể ổn định lại. Dạ. Được ha cưng. Dạ. Ha. Dạ. Thì là những cái thời điểm như thế này là thời điểm người phụ nữ á, rất dễ tủi thân nè, rất dễ mặc cảm nè, rất dễ buồn. Thì ở đây chị đừng nói, hai đứa đều biết những cái điều đó để mình giữ cho nhau, mà mình phải làm sao mà mình cố gắng mình yêu thương nhau hơn. Dạ. Đúng không? Nếu mà mình nghĩ là mình sống nhau suốt đời. Dạ. Rồi. Hy vọng là những chia sẻ của chị Vân sẽ giúp cho hai vợ chồng em có thêm kinh nghiệm. Dạ, dạ, dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Hai bạn này gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò năm 2017. Ai? Trời ơi, đi. Đúng không? Dạ, dạ, trời ơi. Thấy chưa? Nếu mà những bậc làm cha làm mẹ như chúng ta thì và con mình nó vui là mình vui. Cho nên là Vân nghĩ, Vân mong là hai bên gia đình hãy mở lòng và tiếp nhận con dâu cũng như con rể của mình. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng thứ hai. Wow. Nhìn cặp vợ chồng hạnh phúc như thế này, đặc biệt là cô dâu đang có tin vui như vậy nữa, thì chắc chắn là năm nay sẽ là một cái năm thật là tuyệt vời ha. Rồi chào hai em đến với chương trình, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em cứ chào anh Quốc Thận, chị ông Quân. Em là Đình Đạt, đó từ Bình Định á. Hôm nay Đạt nhiêu tuổi rồi? Hôm nay là em 37 tuổi chị.
37 tuổi, làm nghề gì? Em làm cơ khí cho tàu máy. Rồi đây là vợ em. Dạ em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em là Thanh Thảo, năm nay em 33 tuổi. Làm kinh doanh bên mạng bất động sản ạ. Hai người ở Bình Định hết? Em ở Phú Yên ạ. Em ở Phú Yên, dạ. Còn em ở Bình Định. Dạ. Rồi em đoán đi. Chắc là hai bạn đó ở chung xóm, đúng không? Chung xóm mà hồi nhỏ là không có thích nhau. Nhưng mà lớn lên Thảo trổ mã, Thảo rất là đẹp. Và bạn này nhìn thấy mê mẩn quá và theo đuổi cô này. Và cuối cùng là chinh phục được cô này và lấy cô ấy làm vợ, đúng không? Sai. Tôi không cần nói, tôi cũng thay lời hai bạn này. Tôi nói sai. Sao chị đó xanh nói sai là sai? Chị dựa vào cơ sở nào? Hai bạn này gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò năm 2017. Trời ơi, đi đúng không? Dạ, dạ, trời ơi, thấy chưa? Ôi như vậy là hai em là kết nối với nhau, kết nối tình duyên với nhau là qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hả? Dạ. Wow. Em tên có 4 chữ T ạ. Trần Thị Thanh Thảo ạ. Năm nay em 29 tuổi. Về em ở Phú Yên và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, kinh doanh bất động sản. Mời bạn trai giới thiệu. Anh chào Quyền Linh, anh Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Em tên là Trương Đình Đạt, 34 tuổi, đến từ Bình Định, hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì rung vậy Đạt? Sống ở Bình Định. Dạ. Sau khi em tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò đó, lúc đó cũng em cũng rung lắm, rung. Mà cũng Thảo cũng ít nó cũng nói chuyện không được. Nhưng cùng hai Thảo với em cũng bấm nút rồi gặp, rồi đang ngồi gặp nhau. Bữa đó thì gặp nhau xong á là bọn em ra uống nước, đi uống nước. Rồi trưa đó mời hai gia đình đi cơm trưa. Em thì lúc đó cũng chưa ấn tượng gì về anh Đạt đâu. Chỉ có thích cái nụ cười của anh lúc mà em quay sang á. Thì thích nụ cười hiền lành thì em bấm nút thôi. Cảm xúc đầu tiên là kết cái nụ cười ha. Sau cái hôm mà buổi trưa mà gia đình đi ăn trưa xong á, thì tụi em liên lạc với nhau như thế nào? Tiếp tục là tìm hiểu? Nhắn tin thôi chị, nhắn tin qua điện thoại. Vậy hả? Trong bao lâu? Hai ngày xong rồi ngày thứ ba thì em mới thấy anh này là lạ. Thường thường là hẹn hò thì bên trai sẽ rủ đi xem phim liền hoặc là đi cà phê liền, mà sao không thấy anh này ảnh rủ mình hết. Không biết ảnh có thích mình không. Em mới nhắn một tin nhắn gửi là anh sắp mất em rồi. Lúc mới sợ đúng không? Lúc đó thì em lúc bận quá. Thì lúc đó em nói thôi được thứ bảy đi, thứ nhật thì cuối tuần gặp nhau rồi uống cà phê rồi xem phim luôn. Mà lúc đó thấy Thảo nhắn tin thì em thấy lúc đó chắc chắn Thảo đang giận. Rồi em liên lạc xong chiều đó thì tối uống cà phê. Rồi hẹn bữa sau là bữa đó là 30 tháng 12 năm 2017 đi xem bán pháo hoa. 30 tháng 12 Lúc đó cũng sợ vì mới quen có mấy ngày à, mà rủ thì biết Thảo ngại có đi không. Em chưa nói thì Thảo nói thông báo là bữa sau là đi Vũng Tàu, đi về nhà mới nhà bà cô vậy đó. Chúng ta cầm bụng đi Vũng Tàu luôn. Không, Thảo đi mình. Em đi xuống Vũng Tàu thì em nghĩ trong bụng sao anh không cản mình, anh để em tự đi luôn. Rồi cuối cùng sao? Thì cuối cùng á em đi xuống Vũng Tàu xong rồi gặp cô ở dưới, cô mới nói là cháu muốn thử lòng anh này ấy, thì cô chỉ cách cho biết là ảnh có thương mình hay không. Cô mới chỉ là thôi bây giờ bắt máy điện thoại gọi điện ảnh xuống chở em tối đi xem bán pháo hoa. Nếu như mà anh xuống liền ấy thì anh là thương, dạ thương. Còn nếu như mà không thì lý do là xe xôi này nọ thì thôi xin lỗi chơi thôi. Tầm 9 giờ sáng thì em có gọi điện cho ảnh, ảnh nghe máy, anh nói là trong vòng 1 tiếng anh xuống Vũng Tàu anh rước em về. Trong 1 tiếng hả? Dạ. Xong rồi có nói gì mà tầm 1 tiếng sao mà xuống kịp. Nói thì nếu như mà anh xuống kịp thì có duyên, còn không thì thôi. Tầm 1 tiếng sau là anh gọi là em ơi anh ở Vũng Tàu rồi. Trời ơi. Em đi tàu cánh ngầm phải không? không anh. Lúc đó thì em ở nhà em buồn chờ nó tối đó thì em cứ nghĩ là hôm nay giao thừa chắc ở nhà của mình buồn rồi. Không ai đi xem bánh pháo hoa rồi. Tự nhiên có điện thoại Tháo gọi xuống. Em mừng quá. Em lái xe em chạy xuống luôn. Thì chạy Vũng Tàu thì có chừng 100 mấy cây thì em chạy có chừng... Không, nói chung 1 tiếng thì không có chứ. Hơn 1 tiếng. Còn anh nghĩ là hơn 1 tiếng. Tiếng rưỡi thì khoảng 1 tiếng rưỡi là tới. Cái đêm bắn pháo hoa đó hai đứa coi, nhưng mà ảnh có tỏ tình, ảnh có cầu hôn em không? Dạ không ạ. Chỉ có tâm sự nói chuyện cá nhân hai bên này nọ. Xong rồi tới lúc mà bắn pháo hoa thì ảnh bước sát vô bên em, xong rồi cầm tay em xem
Vậy thôi chứ không, không nói gì hết. Dạ không nói gì hết. À, chỉ là biểu hiện thôi chứ là hành động em là của anh đó nha. Đó. Rồi sau đó thì sao? Khi nào thì em mới về ra mắt với bên gia đình của ảnh? Tầm 3 tháng ha. Lúc đó thì Tết là lúc anh gần Tết rồi. Ba mẹ cũng nói là dẫn dẫn vợ em á vừa đem ra gia đình thì ba má thấy cũng hiền dễ thương, cũng khéo léo. Ba mẹ cũng thương. Thảo thì sao? Em có cảm nhận là bên gia đình bên Đạt là thương quý em không? Dạ, lúc mới gặp là rất là thương em. Nhưng mà sau này bên gia đình có xem và anh em bên chồng có xem thì có vẻ không tốt, nên là ba mẹ quay ngược lại không có thương em nữa. Ủa vậy hả? Dạ. Ủa, là tại sao vậy? Hôm đó là làm sao vậy? Dạ, cái lúc đó tại anh Đạt rụt rè như hiện tại bây giờ luôn nè. Cứ rụt rè đó chịu không được. Thì em mới nói thì thành ra nó nói nhiều hơn bên trai. Thì bên ba mẹ anh Đạt thấy em gái mà tấn công quá. Dạ, nói nhiều với lợi sợ sau này về là em hiếp anh Đạt. Cho nên là ba mẹ nói thôi thấy cái này dữ quá. Lúc đó thì ông bà không có cho hai đứa quen nữa. Yeah. Rồi như vậy thì sao ta? Rồi sau cuối cùng làm sao mà làm đám cưới? Quen 2 năm thì ba mẹ của anh thấy hai đứa yêu thật lòng á, thì ba mẹ đã đồng ý cưới, nhưng mà trúng cái mùa dịch thì không có tổ chức được. Là mới đây không, là không có. Thì thực ra là cái chuyện đó là chỉ là một cái buổi tiệc thôi. Dạ, buổi chứ tiệc. Còn thực sự mà nói thì khi mà tụi em đã yêu nhau, đến với nhau, xác nhận là sống lâu dài với nhau, có con, thì mình cũng coi như là một gia đình nhỏ rồi. Đó thì chị nghĩ là bây giờ là cái khoảng cách giữa ba mẹ em với lại bạn Thảo còn không? Đã giải tỏa hết chưa? Tại vì nếu chưa thì nhân cái cơ hội này nè, hai vợ chồng chia sẻ cái điều muốn nói với ba mẹ đi. Giờ em với Thảo cũng cưới nhau rồi thì cũng sắp có được đứa con đầu tiên đầu lòng. Khi cưới tới bây giờ thì cũng vợ chồng cũng sống hòa thuận và yêu thương nhau. Bây giờ là con cũng muốn hai ba mẹ hai bên đó là hòa thuận nhau, nói chuyện là thân thiết nhau đó. Vợ chồng con lúc nào cũng thấy sống hạnh phúc, vừa có con cái, vừa có bên dòng họ, bên ba mẹ và mẹ vợ và ba mẹ chồng. Thảo nói gì đi cưng, Thảo nói với ba mẹ đi. Dạ, con với anh Đạt tham gia chương trình này cũng mong muốn hai bên gia đình hòa thuận nhau, vui vẻ, đỡ hai bọn con có một hạnh phúc trọn vẹn. Thực ra Vân cũng thay mặt chương trình là bởi vì hai bạn cũng đã tham gia từ Bảo Mối Hẹn Hò, rồi các bạn tìm hiểu nhau, vượt qua bao nhiêu trở ngại để bây giờ các bạn tham gia cái chương trình Vợ Chồng Son, và kết quả là bạn sắp sửa có một bé gái đầu lòng. Thì Vân nghĩ là nếu mà những bậc làm cha làm mẹ như chúng ta thì hẳn là con mình nó vui là mình vui. Cho nên là Vân nghĩ, Vân mong là hai bên gia đình hãy mở lòng và tiếp nhận con dâu cũng như con rể của mình, và cùng vun vén cho cái gia đình nhỏ này nó hạnh phúc. Vân mong là hai gia đình sẽ chấp thuận cái lời khẩn cầu của hai con và của những người tham gia chương trình. Vân xin cảm ơn. Nãy giờ thấy Thảo cái mặt buồn lắm. chị thấy rõ ràng không? Mặt có nghĩa là nó chất chứa cái gì đó trong lòng á. Mà nói nè, cái gì á, hãy tống nó theo cái năm cũ đi, vui vẻ lên nha. Rồi bây giờ đến cái phần vui vẻ nè. Đúng rồi. Bây giờ khui thật xấu nè. Đúng rồi. Bây giờ anh rất muốn biết nè, em lấy anh Đạt về 2 năm qua em thấy ảnh như thế nào? Ảnh có hiền lành không? Thật xấu anh là cái gì nè? Dạ, 2 năm qua thì em thấy anh Đạt rất là tốt và hiền. Chỉ có điều là ví dụ như không hài lòng gì về anh ấy thì anh hơi cọc và nóng tính, hay quát. Thì mấy người hiền á là lúc nào cũng cọc hết á. Dạ. Mà có làm em tổn thương nhìn, không? Nhìn xong bắt đầu lên cơn cái là cọc cằn vậy đó. Nhưng mà điều cái là những cái cọc đó là làm cho em khóc và tổn thương. Ôi đạo ơi, sao để cho người ta khóc vậy trời? Rồi sau đó có năn nỉ không? Hay là tự mình như trấn an mình rồi cái mình... Nhiều lần thì em tự khóc tự nín. Còn có lúc thì anh cũng dỗ. Vậy là bây giờ là cuối cùng về là em kèo trên hay kèo dưới? Em bị ăn hiếp hay là em ăn hiếp Đạt? Thì bây giờ em thấy em là người ở dưới á. Em kèo dưới hả? Kèo dưới. Trời ơi. Lúc mà ví dụ như em có lỡ là nó thì anh mới nói hả? Là em phải dạ lại. Rồi cho anh hiếp trà nghe. Đúng không Đạt? Những gì vợ nói có đúng không? Thì anh chỉ cần trả lời đúng hoặc là không thôi à. Có đúng hoặc là không thôi. Không được biện hộ. Không được biện hộ. Có đúng không? Đúng. Rồi tiếp đi em, tật xấu gì nữa đó. Tật xấu nữa là bây giờ ngoài cái cọc tính, cái nóng tính hay quát thì em thấy anh Đạt rất tốt.
Vậy là quá ít rồi. Dạ. Chỉ có ráng không chế được cái nàng vợ nữa, nhất là đang trong giai đoạn này. Đúng rồi. Yeah. Bây giờ tới Đạt đó, cô ấy có thật xấu gì không? Vợ em thì cũng có một số thật xấu thôi. Ừ. Ví dụ như là cái hay càm ràm. Câu có ngồi đó nói nó riết nó nhiều lắm, nói coi như cũng các cá mấy tiếng hồi. Em nói khi nào mà anh làm thì thôi. Làm đúng thôi. Trời ơi, nó khó chịu lắm. Nó khó lắm. Tập trung của tất cả các bà vợ trên cái cõi đời này thì nó nói hoài nó nói chừng nào mà nói khi nào mà làm thì thôi. Dạ, đúng rồi. Rồi sao nè, tiếp tục nè. Vô lại hay có khó tính không? Cũng có lúc khó tính nè, giận lên rồi năn nỉ không bỏ qua mà cứ khóc riết à. Vợ cũng không nín luôn. Mà ảnh có đặc biệt, em quên kể, đặc biệt là những cái ngày kỷ niệm á, ngày ví dụ sinh nhật hay là ngày của phụ nữ thì ảnh đều làm em tổn thương. Làm em khóc. Là tại vì anh quên hay là anh không? Anh nhớ nhưng mà ví dụ như là cái ngày mà 26, 27 của mỗi tháng là ngày kỷ niệm hai đứa quen trên bạn muốn hẹn hò, là anh đều mua hoa tặng. Còn cái ngày đặc biệt như ngày sinh nhật, ngày phụ nữ hoặc là cái ngày gì đó thì anh đi làm về xong rồi có nói là sẽ chở em đi, nhưng mà qua xem mà ngủ xong rồi chở giờ rồi em thì dạ đúng rồi 9 giờ 10 giờ là em không đi nữa, xong rồi em lại khóc. Mà cứ đúng cái mấy cái ngày đó là làm em khóc và buồn không có tâm lý. Bây giờ em mong muốn Thảo thay đổi cái gì? Em mong nó Thảo là nhưng đừng có giận hay giỏi quá. Ví dụ như là nhiều lúc em đi làm gì mệt á thì em nằm nghỉ xíu rồi xong rồi ví dụ như một tiếng xong nó khé lại thì em lại chở đi đi công chuyện hay gì đó. Nhiều lúc đó là Thảo làm rất chậm, là nghĩa là cái em muốn em làm Tháo làm nhanh tay chân luôn, mà dù Tháo đền trọng á, dù như muốn đi đâu công chuyện gì á đó giờ rồi mà cứ Tháo cứ thì chậm rồi không được nhanh tay được. Xong em nổi điên, em nói lớn lên cái là bắt đầu khóc đúng khóc không? Rồi. Rồi em mong muốn Đạt thay đổi cái gì? Thì hiện tại thì chồng em rất là tốt, thương em, chỉ có cái là cọc tính á, mong chồng em thì bỏ cái cọc tính quát vợ. Bây giờ chị nói hai đứa tụi em nè, tại vì tụi em mới cưới nhau đúng không? Dạ. Mới tức là mới về sống chung với nhau đây, thì hiện giờ cái lứa tuổi của tụi em bây giờ vẫn còn đang tận hưởng những cái gì mà nó đúng nhất, những cái cảm xúc đúng nhất của cái tình yêu mà bước vào hôn nhân á. Thảo chỉ có trông mong vào một mình em thôi. Dạ. Cho nên đúng không em? Dạ. Cho nên khi mà Thảo bị cái đó nó không xảy ra, Thảo bị hững bị hụt quá thì cứ sợ là hay là anh hết thương mình rồi. Thì ngược lại, bạn này không phải là thuộc tiếp người đàn ông mà nhạy bén về những cái cảm xúc của người khác xung quanh mình. Thì bây giờ theo chị nha, khi tụi em đã đến với nhau rồi, đã là vợ chồng rồi, Thảo đừng có e ngại cái chuyện là Thảo nói ra. Tụi em phải nhớ là khi mình không có cái chỗ dựa đằng sau lưng thì mình phải gắn kết vô thành một khối để mình nương tựa vào nhau, để mình có thể làm cho cái gia đình của mình nó vững mạnh. Hiểu không? Cái mái ấm nó vững mạnh thì con mình nó mới sung sướng, nó mới hạnh phúc. Hiểu không? Mệt lắm. Rồi xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nghe. Chúc cho hai mẹ con mẹ tròn con vuông nha. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn.